sức mạnh từ những khởi đầu ngớ ngẩn là cuốn sách gợi cảm hứng sâu sắc này sẽ đưa ra cho bạn cách đập tan sợ hãi, hiện thực hóa giấc mơ và sống không hối tiếc, cách vượt qua những trở ngại như thiếu thời gian, thiếu kiến thức hay thiếu tiền bạc, cũng như chỉ ra cách gặt hái được thành công chắc chắn. Cuốn sách này dành cho ai? Những ai chưa đủ dũng cảm theo đuổi giấc mơ của mình, những ai muốn thành công nhưng chưa biết cách khởi đầu, những người mắc bệnh trì hoãn. Richie Norton là tác giả của hai cuốn sách được tải rất nhiều trên Amazon, Sơ yếu lý lịch đã hết thời và phải làm gì với nó, đồng thời là chủ nhân của blog lừng danh Startup. Tờ Pacific Business News từng bình chọn Richie vào top 40 doanh nhân dưới 40 tuổi, giỏi nhất và thông minh nhất ở Hawaii. Anh không chỉ là một doanh nhân, mà còn là diễn giả được săn lùng và cố vấn phát triển doanh nghiệp tầm quốc tế. Trong tác phẩm Sức mạnh từ những khởi đầu ngớ ngẩn, Richie Norton định nghĩa lại sự ngớ ngẩn theo đúng những gì chúng ta biết. Tác giả giải thích rằng những ý tưởng thay đổi cuộc sống thường bị gắn nhãn lầm là ngớ ngẩn. Sẽ ra sao nếu chìa khóa cho sự thành công, sáng tạo và viên mãn trong cuộc đời bạn lại nằm ở một trong những ý tưởng ngớ ngẩn đó? Bằng một số câu chuyện về những thành công vĩ đại của thế giới trong quá khứ và hiện tại, Richie đã cho độc giả thấy ngớ ngẩn chính là sự thông minh mới, một mẫu số phổ biến cho sự thành công, sáng tạo và động lực trong kinh doanh và cuộc sống. Bạn sẽ khám phá ra cách đập tan sợ hãi, hiện thực giấc mơ và sống không hối tiếc. Cách vượt qua những trở ngại như thiếu thời gian, thiếu kiến thức hay thiếu tiền bạc. 5 hành động trong phần sự thông minh mới để gặt hái được thành công chắc chắn. 1. Đôi khi, càng ngớ ngẩn, càng thành công. Chắc hẳn bạn đã từng ít nhất một lần háo hức khoe với bạn bè về một ý tưởng vô cùng thú vị vừa mới nảy ra, để rồi sau khi lơ đãng lắng nghe, họ dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt bạn, tỉnh mộng. Đừng để bất kỳ ai có cơ hội làm vậy. Nếu bạn thực sự tự tin, những ý tưởng nghe có vẻ điên rồ ấy lại chính là chìa khóa đưa bạn đến con đường danh vọng. Hẳn bạn biết rất nhiều những ví dụ kinh doanh kinh điển, khi truy nguồn lại thì đều có những khởi đầu hết những ngớ ngẩn, thậm chí còn bị chê cười là ngốc nghếch và điên rồ. Thực tế đã cho chúng ta một loạt minh chứng về những cải cách tân tiến nhất xuất phát từ những ý tưởng ngớ ngẩn nhất. Có lẽ chúng bị gắn mác ngớ ngẩn chỉ vì đám đông vẫn còn nghi ngại, chưa thực sự hiểu hết. Ai có thể ngờ được những chiếc kính thời trang cho cúng lại mang đến lợi nhuận 3 triệu đô mỗi năm. Năm 1876, dịch vụ chuyển tiền nhanh thế giới Western Union từ chối mua bằng sáng chế điện thoại của Alexander Graham Bell với lý do thiết bị này không mang lại bất kỳ giá trị gì cho chúng tôi. Chỉ 3 năm sau thôi, họ đã phải vô cùng ân hận vì quyết định không thể cứu vãn của mình. Ranh giới giữa một ý tưởng thực sự vô nghĩa và một phát kiến vĩ đại rất mong manh, làm thế nào để phân biệt chúng? Bạn phải có niềm tin vào khả năng của bản thân. Không có thước đo nào đánh giá độ vô nghĩa của một ý tưởng. Bạn chỉ có thể dùng hết sự tin tưởng vào nó. Làm thế nào để có được sự tự tin này? Kinh nghiệm của Jack Welch, cựu CEO của General Electric, chính là cảm nhận nó từ chính trong con người bạn. Sự tự tin ấy chính là ranh giới mong manh giữa kẻ ngốc và nhà khởi nghiệp thông minh. Kể cả khi tất cả đều nói không, bạn vẫn có đủ can đảm để theo đuổi và biến nó thành sự thật. Nếu cứ tự e ngại về những ý tưởng điên rồ của bản thân, tương lai bạn sẽ nhìn lại cuộc đời mình với những nuối tiếc không thể thay đổi. Dĩ nhiên, tác giả không cổ suý rằng mọi ý tưởng ngớ ngẩn đều thành công. Có lẽ ranh giới này là mong manh, nhưng các ý tưởng vĩ đại đều nảy sinh từ những khởi đầu ngớ ngẩn. Và nếu cảm nhận bên trong bạn vô cùng mạnh mẽ, nó có thể là một tín hiệu đắt giá. 2. Đừng đợi đến khi có đủ thời gian và tiền bạc để theo đuổi ước mơ. Tưởng tượng đến năm 80 tuổi, một mình ngồi trên ghế đá và ngẫm lại những năm tháng đã qua, bạn sẽ hối hận vì những việc mình chưa thể làm hay những việc mình đã làm, dù chúng có vẻ rất ngớ ngẩn. Thực tế đã cho thấy, rất khó để có thể xuất hiện một thời điểm lý tưởng. Mọi thứ sẽ dần trở nên lý tưởng hơn khi bạn bắt đầu hành trình, từ các nguồn lực hoặc biển chỉ đường sẽ xuất hiện và ráp nối với nhau một cách khó tin. Nhưng ngay lúc này đây, luôn có lý do để bạn trì hoãn những mơ ước của mình. Đa số mọi người đều nghĩ cần kiếm thật nhiều tiền trước, sau đó có thể thoải mái làm tất cả những gì mình muốn. Trong khi thực tế, chẳng mấy ai có thể giàu được đến mức ấy cả. Hầu hết mọi người sẽ đều quên đi ước mơ của mình trong quãng đường chạy đua với tiền bạc. Chưa đủ khả năng tài chính, thiếu thời gian hay không có bằng cấp chỉ là cái cớ khiến bạn dậm chân tại chỗ và ngộ nhận bản thân không bao giờ có thể hoàn thành giấc mơ. Bạn hối hận vì những điều chưa làm hơn là những điều đã làm. Jeff Bezos không bao giờ quên câu thần chú này. Đó cũng chính là động lực giúp anh rời bỏ phố Wall và bắt đầu với ý tưởng bán sách online khởi nguồn của Amazon. Hãy để những nuối tiếc trong tương lai trở thành động lực ngay trong hiện tại. Nếu đã có đủ can đảm, đã đến lúc bạn đưa những ý tưởng phi lý
trở thành sự thật trong cuộc sống. Đó là một lời khuyên hữu ích, bởi dù gì, bạn cũng sẽ không bao giờ phải hối tiếc về việc mình đã nỗ lực hết mình cho giấc mơ. Đừng đợi cho đến khi có đủ thời gian hay các nguồn lực để theo đuổi điều bạn khao khát. 3. Phân nhỏ kế hoạch và chấp nhận đổi thay. Bắt tay vào thực hiện một dự án không phải là điều quá khó khăn, nhưng mục tiêu của bạn có vẻ quá cao xa. Làm thế nào để bản thân bạn không lạc lối trên con đường dài tiến đến nó? Chìa khóa là hãy chia nó ra nhỏ nhất có thể. Henry Ford cũng nói, không có gì là không thể nếu chúng ta biết cách chia nhỏ nó ra. Một mặt, nó sẽ dần trở thành một đà tiến, giúp bạn vững tin về con đường phía trước, giống như hiệu ứng hòn tuyết lăn. Lần lượt đạt được những dấu mốc nho nhỏ, giúp bạn có thêm động lực thực hiện giấc mơ lớn. Chẳng hạn nếu bạn muốn trở thành một blogger nổi tiếng, bạn có thể bắt đầu với nhiệm vụ viết bài đều đặn và có một lượng người đọc nhất định hàng tháng. Và một mặt khác, với những kế hoạch nhỏ, bạn cũng có nhiều cơ hội để thử và thất bại hơn việc được ăn cả ngã về không. Như một dự án quan trọng, nếu chủ đề blog đầu tiên của bạn không được đón nhận, bạn có thể thoải mái đổi sang chủ đề khác hấp dẫn hơn thay vì bỏ luôn ý định viết blog. Bất kỳ lĩnh vực nào cũng có những tiêu chuẩn, quy trình được đặt ra từ trước. Các quy chuẩn giúp công việc vận hành trôi chảy hơn, nhưng đôi khi chính chúng cũng là hàng rào hạn chế những cải tiến cách tân. Để thành công, đừng bao giờ tin tưởng vào tiêu chuẩn, liên tục nghi ngờ, đặt câu hỏi về điều được coi là tiêu chuẩn hiện tại sẽ giúp bạn tìm ra phương thức hiệu quả hơn để làm việc. Kể cả khi chính bạn đã dựng lại được một tiêu chuẩn tạm thời, thì quá trình nghi ngờ, bác bỏ, xây dựng cũng không thể dừng lại nếu bạn không muốn tự giới hạn bản thân. Henry Ford đã thành công với ý tưởng về mẫu xe Model T, nhưng ngay sau đó ông đã phạm phải sai lầm khi không chịu tiếp thu các đề xuất để cải tiến nó. 4. Bước ra khỏi vùng an toàn. Con người ai cũng sợ thất bại, không ai muốn thừa nhận bản thân làm việc kém hiệu quả. Nhưng những ý tưởng mới lạ cần được đi kèm với sự can đảm và bước ra khỏi vùng an toàn vốn có. Đó chính là việc đầu tiên bạn phải làm để hướng tới mục tiêu. Dĩ nhiên, nó không đồng nghĩa với việc bạn phải rời xa vùng năng lực của mình. Chìa khóa là hãy mở rộng can đảm để thực hiện những giấc mơ lớn hơn trong những lĩnh vực mà mình có sở trường hay lợi thế. Nhưng làm sao để bạn luôn có đủ can đảm? Hãy luôn nhắc nhở bản thân lý do mình bắt đầu. Khao khát đủ mạnh mẽ sẽ cho bạn thêm quyết tâm đối mặt với những sợ hãi. Nếu cứ giữ mãi một nỗi sợ, nó sẽ trở thành điểm yếu hạn chế bạn trong tương lai. Nhưng nếu có thể vượt qua được nó, bạn sẽ có thêm động lực vượt qua những giới hạn lớn hơn sau này. Không bao giờ là quá sớm để thử thách bản thân. Đừng bỏ lỡ những cơ hội dù là nhỏ nhất. Càng chần chừ, càng khiến bạn lười biếng hơn. Có rất nhiều cách để vượt qua những trì hoãn thông thường. Thứ nhất, không cần cố gắng tìm ra một khoảng thời gian rảnh rỗi trong lịch trình bận rộn của bạn. Hãy tự tạo ra một khoảng trống bằng cách chủ động loại bỏ những việc không quá quan trọng hay cấp thiết. Thứ hai, đơn giản hóa tối đa mọi nhiệm vụ mà bạn phải thực hiện. Nếu bạn muốn trở thành một blogger thành công, hãy dồn tâm huyết vào những bài viết thay vì mắc kẹt trong việc loay hoay thiết kế giao diện. Cuối cùng, hãy khoe những điều bạn đã làm được với mọi người xung quanh. Nó sẽ khiến bạn trở nên trách nhiệm hơn, làm việc tốt và nhanh hơn. 5. Xây dựng một mạng lưới tin cậy để gia tăng nguồn lực. Thành công đơn độc là một việc khá khó khăn, nhưng làm thế nào để bạn xây dựng được một mạng lưới quan hệ có thể giúp đỡ mình? Thực tế đã cho thấy, không ai thành công một mình. Những hình ảnh các siêu anh hùng một mình giải cứu thế giới vốn chỉ có trên những bộ phim viễn tưởng. Sự khiêm tốn, cầu thị và đánh giá cao sức mạnh của sự hợp tác sẽ trở thành một tấm lưới bảo vệ bạn, cũng như một cánh tay nối dài cho bạn. Cách đầu tiên là tiếp cận những người đã có kinh nghiệm về việc bạn đang làm. Giả sử bạn đang muốn xin tài trợ ý tưởng của một tổ chức, hãy liên hệ và học hỏi những người trước đó đã xin thành công. Kế đến nữa, trong quá trình xây dựng quan hệ, đừng bao giờ quên bày tỏ lòng biết ơn. Những câu cảm ơn chân thành không chỉ khiến đối phương cảm thấy hài lòng, mà chúng còn giúp bạn có thêm nhiều sự trợ giúp trong tương lai. Tưởng tượng nếu bạn cho tiền hai người vô gia cư, một người cầm tiền đi thẳng, một người bày tỏ sự biết ơn chân thành, bạn sẽ cho ai tiền lần thứ hai? Một yếu tố quan trọng khác trong mối quan hệ là lòng tin tưởng. Nếu bạn tin tưởng bản thân, người khác sẽ chú ý đến bạn và có thể coi trọng bạn hơn. Thêm nữa, nếu bạn tin tưởng người khác, họ sẽ cố gắng đáp lại sự tin tưởng của bạn. Ngược lại, khi bạn nghi ngờ ai, họ cũng sẽ cảm nhận được và nghi ngờ lại bạn. Bạn sẽ không thể biết đằng sau một cá nhân bình thường có thể có những mối quan hệ tích cực mà bạn đang tìm kiếm. Vì thế, luôn thể hiện tinh thần cầu thị, cởi mở và lắng nghe là một trong những cánh cửa giúp bạn gia tăng nguồn lực hợp tác. 6.
tận dụng tối đa tài nguyên hiện có. Sau khi xây dựng được một mạng lưới tin cậy xung quanh, bạn sẽ thấy các nguồn lực của mình tăng lên từ tài chính, lời khuyên hay kinh nghiệm. Loay hoay với những thứ mình không có chẳng giúp gì được cho kế hoạch của bạn. Thay vào đó, hãy tận dụng khéo léo những gì mình đang có. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã thành công nhờ khai thác tối đa được nguồn lực sẵn có. Đôi khi, toàn bộ chiến lược thành công của bạn lại nằm ở khả năng tối ưu hóa những nguồn lực tưởng như không mấy liên quan. Nếu bạn cho rằng cách duy nhất để thành công là tự xây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, thì bạn sẽ không bao giờ đạt được. Suy cho cùng thì, siêu thị bán những thứ từ nơi khác sản xuất, rạp phim chiếu những bộ phim từ nhiều hãng khác nhau, và Google chỉ tổ chức lại các thông tin đã có sẵn trên mạng mà thôi. Bạn sẽ tìm thấy mọi nguồn lực hỗ trợ từ xung quanh, nhất là với Internet. Bạn có thể tạo kênh truyền hình của chính mình trên YouTube, bán sản phẩm tự chế tạo trên Etsy, hay làm một nhà báo tập sự trên blog. Nếu vẫn còn thiếu kinh nghiệm hay tài chính, hãy tìm một người cố vấn phù hợp trong mạng lưới quan hệ của chính mình. Những người đã thành công không ngần ngại hướng dẫn cho những bạn trẻ có đầu óc và đầy tham vọng, giống như Bill Hewlett, đồng sáng lập của Hewlett-Packard, đã hướng dẫn Steve Jobs trong một dự án trường học. Vì vậy chẳng có lý do nào để biện minh cho sự trì hoãn cả. Thành công sẽ không bao giờ đến nếu bạn không bắt tay ngay từ hôm nay. Vì thế, sự khởi đầu là tối quan trọng, dù cho nhiều khi nó có ngớ ngẩn đến đâu đi nữa. Thông điệp chính của tựa sách này là nếu không bắt đầu từ bây giờ, bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được giấc mơ của mình. Đừng để những cái cớ thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu kinh nghiệm khiến bạn phải sống một cuộc đời đáng tiếc. Hãy khai thác ý tưởng, dù là ngớ ngẩn nhất của mình. Sức mạnh có thể sẽ không nằm ở sự ngớ ngẩn, nhưng nó nằm nhiều ở sự dám khởi đầu, dù cho đôi khi chúng thật ngớ ngẩn đi nữa. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review. Đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.